Quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Rebonsa trên làn sóng 1430 AM. Thưa quý vị, ngay giờ phút này là chương trình của tiếng mỏ Bắc Cali. Tiếng mỏ Bắc Cali được bảo trợ bởi Crema Coffee, Crema cà phê nổi tiếng thơm ngon được chính chủ nhân nhiều kinh nghiệm rang cà phê tại tiệm. Khung cảnh trang nhã, ấm cúng và có wifi. Mời quý vị hãy ghé qua sẽ hài lòng với hai địa chỉ 1202 trên đường Alameda và 238 trên đường Ray Street. Thưa quý vị, trên đầu dây điện thoại của Rebonsa, Uyển Diễm thân ái chào anh Huỳnh Lương Thiện. Dạ vâng, Huỳnh Lương Thiện từ San Francisco. Xin chào anh Diễm và quý khán giả của chương trình Radio Tiếng Mỏ Bắc Cali của Rebonsa. Dạ vâng, thưa anh Huỳnh Lương Thiện, đầu dây bên kia Uyển Diễm liên lạc được với nhà báo Nghe Lữ và ông đang có trên đầu dây, thưa anh. Dạ vâng, Huỳnh Lương Thiện xin thân ái chào nhà báo Nghe Lữ. Dạ vâng, Nghe Lữ trân trọng kính chào nhà báo Huỳnh Lương Thiện, kính chào quý vị Rebonsa. Thưa anh Huỳnh Lương Thiện, thưa nhà báo Nghe Lữ, chúng ta bắt đầu ngay chương trình ạ. Dạ vâng. Thưa anh Diễm và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời nhà báo Nghe Lữ, một khuôn mặt truyền thông rất quen thuộc ở cộng đồng ở Bắc Cali. Lý do là anh cũng là một thành viên của trước đây là câu lạc bộ truyền thông báo chí và nay đã cải danh, thì lát nữa để cho anh Nghe Lữ có thể trình bày, cũng như là sắp tới có một sinh hoạt rất là quan trọng của giới truyền thông báo chí tại Bắc Cali. Và chúng tôi xin mời anh Nghe Lữ trình bày. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả Radio Bonsa, kính thưa anh Huỳnh Lương Thiện. Dạ vâng, thưa quý vị, như quý vị đã biết, hội truyền thông nó cũng là câu lạc bộ, nó đã có mặt tại Bắc Cali từ năm 1992 và thành lập ở tại nhà Kiên Giang ở trên đường Monterey. Ngày đó thì hội truyền thông có cái tên là Ban Liên lạc Truyền thông, gồm có ba người là Lê Văn Hải, Lê Văn Hướng, Lê Bình, được đề cử làm đại diện. Và sau đó thì đổi tên là Hiệp hội Truyền thông Bắc Cali. Thưa quý vị, năm nay đánh dấu hội đã có mặt hoạt động 30 năm với cái tên mới là Hội Truyền thông Báo chí Bắc Cali và ra mắt tân ban chấp hành. Với hai lý do đặc biệt như vậy đó, thì có một buổi tiệc sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26 tháng 6, 2022 lúc 11:30 sáng tại nhà Phú Lâm. Dân, cái buổi tiệc này được mở rộng để mời các hội đoàn, tổ chức, thân chủ, thân hữu cùng tham dự. Vì vậy cho nên rất mong được tất cả quý khách hàng, cộng đồng, hội đoàn, thân hữu tham gia chung vui với anh dẫn truyền thông. Rất vui khi được đón tiếp tất cả quý vị. Thưa quý vị, đó là cái thư mà do thường vụ chủ tịch hội là tổng thư ký Lê Văn Hải đã ký về hội truyền thông Bắc Cali. Cái thư này còn nói thêm là xin góp $60 cho mỗi phần ăn và xin liên lạc những số điện thoại sau đây để giữ chỗ: Lê Bình 408-628-8758, Duy Văn 408-759-9339, Nghe Lữ 408-677-1482, Hoàng Thưởng 408-219-4334, Lê Văn Hải 408-297-0545, Dân Hằng 408-609-8607, Cao Ly Sâm 408-680-9348. Thưa quý vị, đó là số điện thoại liên lạc của tất cả những thành viên ở trong ban chấp hành, tân ban chấp hành hội truyền thông báo chí Bắc Cali. Thưa anh Thiện, thưa Nguyễn Diệp. Thưa anh Nghệ Lữ ơi, anh đọc rất nhiều số trường số phone, tôi sợ bà con không nhớ đó. Bây giờ sẵn dạ, để anh đọc số phone của anh đi, anh đọc rất là chậm để cho bà con nhớ nha, nhiều quá sẽ không nhớ đâu. Dạ, dạ vâng, thưa quý vị có thể liên lạc với Nghệ Lữ số điện thoại 408-677-1482. Dạ vâng. Dạ vâng, thì thưa Nghệ Lữ, thấm thoát mà đã 30 năm rồi. Anh em truyền thông báo đi, anh em truyền thông tại Bắc Cali đã liên tục có những sinh hoạt mà tôi nghĩ là cũng đã đóng góp không nhỏ cho cái sinh hoạt cộng đồng của Bắc Cali. Thì trong cái ngày gọi là kỷ niệm 30 năm tới đây, thì có cái chương trình nào đặc biệt anh có thể và có thể mời rộng rãi ai, hay là chỉ là mời thân hưởng của giới truyền thông không thôi? Dạ, dạ vâng, kính thưa với lại anh Thiện, kính thưa quý khán giả, thì đây là buổi tiệc truyền thông. Vì như chúng ta đã biết, hiện nay thì cái vũ khí duy nhất của người Việt Nam Cộng sản chúng ta có, đó là truyền thông. Và truyền thông ở đây thì đã gồm có đài phát thanh, hình, báo chí, nhân dân. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, hội truyền thông báo chí Bắc Cali hoạt động đã 30 năm nay. Và trong giai đoạn này, trong cái giai đoạn mà chúng ta thấy nó có những cái diễn biến từ ở hải ngoại, cái quốc nội, thì cái gia truyền thông rất là quan trọng. Thì cái chương trình của cái buổi tiệc này thì nó gồm có cái phần là báo cáo về những hoạt động đã qua, rồi thì cái vấn đề mời đó, thưa quý vị, không phải chỉ là các hội đoàn, tổ chức, thân chủ hay thân hữu, mà kể cả đồng bào nước quan tâm đến cái vai trò truyền thông thì có thể ghi danh
để mà đến để mà tham dự và nghe hội truyền thông trình bày cái đường hướng, cái hoạt động, cái lập trường cũng như những chủ trương. Dần thưa với anh Thiện, thưa với lại quý khán giả, thưa với lại cô Nguyễn Diễm, thì như chúng ta đã biết đó là ngay cả hải ngoại đến nay đã 47 năm sau ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì cái sự lớn lên, cái sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam cộng sản đã có mặt ở tại các xứ sở tự do, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta đã biết rằng đã có những người thành đạt từ trong quốc phòng cho đến kinh tế cho đến văn hóa, giáo dục, nhân dân. Tuy nhiên cái vấn nạn cộng sản vẫn còn cai trị đất nước đó, thì nó là một cái điều mà thưa quý vị, cầu truyền thông ở đây, hội truyền thông báo chí Bắc Kinh ở đây không những là chỉ ghi lại những cái event, những sự kiện đã xảy ra tại hải ngoại, hay là có những ý kiến về những cái điều mà cần thiết tạo sự đoàn kết cho một cái hậu phương vững mạnh ở hải ngoại để hỗ trợ cho sự đấu tranh của trong nước, thì hội truyền thông Bắc Cali cũng đã có những cái động thái là hỗ trợ cho những cái hoạt động đấu tranh đòi dân chủ dân quyền ở trong nước bằng cái việc đưa những tiếng nói đấu tranh đi ra hải ngoại, và thậm chí là cũng có những cái bản lên tiếng phản đối những cái hành vi đàn áp dân chủ dân quyền ở trong nước. Ví dụ như trường hợp mà nhà báo Phạm Đăng Trang bị bắt thì cũng đã có cái thư lên tiếng để mà phản đối và chúng tôi cũng phổ biến về trong nước. Hay là trường hợp ca sĩ Nguyễn Tính khi mà tổ chức hát thì cũng bị ập vào đánh đập nhân dân. Nhiều người cũng bị đánh, trong đó là Phạm Đăng Trang bị đánh chấn thương tại nhà đó. Thì hội truyền thông báo chí cũng có những bản lên tiếng. Và đặc biệt là thưa quý vị, cái hiện tình ở trong nước nó như thế nào thì thường xuyên hội truyền thông báo chí Bắc Cali chúng tôi cũng vẫn có những cái dịp tiếp xúc liên lạc với trong nước để họ có những cái tiếng nói cầu cứu hay là tường trình ra hải ngoại. Và đặc biệt là đối với lại cái hoạt động hải ngoại đó, thì hội truyền thông báo chí luôn luôn cố gắng đưa tin trung thực, bảo đảm không có chuyện là website là ở bên này bên kia. Mà đặc biệt là như chúng ta thấy rằng trong những cái kỳ bầu cử đó thì nó thường có cái vấn đề là tranh chấp với nhau, đấu đá với nhau, và điều có điều đáng buồn là chúng ta đã có cái thời gian khá dài ở đất Hoa Kỳ này, nhưng mà cái tiếng nói người Việt ở trong nghị trường đó nó cũng chưa có được xem trọng. Vì vậy cho nên đó, cái việc mà những người Việt ra ứng cử, điều đó là điều rất là vui cho cộng đồng người Việt Nam cộng sản, để chúng ta không phải là xin để được cho nữa, mà có được cái sự đòi hỏi của mình. Cụ thể thưa với anh Thiện, với thưa quý vị, ở Nam Cali thì rất là vui khi mà cũng có khá đông những người nghị viên gốc Việt đi vào trường đường chính, và họ đã những giữ vị trí nhất định. Nhưng mà riêng tại thành phố San Jose, trên 10% dân số của thành phố San Jose là người Mỹ gốc Việt, nhưng mà thưa quý vị, cả 4 năm qua không có một cái tiếng nói nào hết, và thậm chí phải nói rằng cũng có lúc cũng có được, nhưng mà rồi rốt cùng cũng không có trụ được lâu. Đó là cái điều mà hội truyền thông báo chí chúng tôi luôn luôn mừng vì cái sự xuất hiện của những người trẻ dẫn thân, nhưng mà ngược lại chúng tôi cũng cần phải giữ một cái thái độ như thế nào đó để mà khách quan và công tâm nhất, thưa với anh chị và thưa với lại quý vị khán thính giả. Dạ vâng, cảm ơn anh để vừa nhắc tới những cái bản nhân tiếng nhóm bên truyền thông Bắc Kinh. Thì thưa quý vị, đúng như vậy, ở Hoa Kỳ này tôi nghĩ là cũng có một số tổ chức hội đoàn về truyền thông báo chí, chứ không phải chỉ có ở Bắc Kinh, nhưng mà có ở Bắc Kinh là chúng ta đã có nhiều lần lên tiếng về những cái về cái cuộc tranh đấu tại cho dân chủ tại Việt Nam. Anh nhớ còn hình như là vào khoảng hơn 15 năm đến 17 tại nhà cô bé đó. Lúc đó truyền thông Bắc Kinh nhớ ông lúc đó là cũng đã lần đầu tiên lên tiếng về một số nhà báo trong nước bị đàn áp đó. Lúc đó thì cũng có một số người thắc mắc đó, báo trong nước đó mấy nhà báo giờ cộng mà, nhưng mà thực sự đó là những người báo trong nhà báo trong nước thì đương nhiên nhà báo nào cũng phải ở dưới sự kiểm soát của chế độ, nhưng lúc đó là có rất nhiều nhà báo không, họ đã can đảm họ lên tiếng, họ chống lại những sai trái của chế độ, họ bị bắt, bị tù, bị cái đáng nặng nề. Và lúc đó là anh em truyền thông báo chí Bắc Kinh đã mạnh dạn lên tiếng để mà tố cáo cái sự đàn áp việc tự do truyền thông của nhà cộng sản trong nước đó. Tôi nghĩ là đó cũng là một bước tiến khá đặc biệt. Và sau đó tiếp tục thì
anh Lê Trường Thắng Bắc Liên cũng đã có vài lần lên tiếng, tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái điều đáng vui, đáng sĩ diện. Anh như vâng. Dạ, anh xin mời anh. Dạ vâng, thưa quý vị, xin phép được tiếp lời bên thiện đó. Đúng như anh vừa nói đó, thì thưa anh, ở trong nước, ngày 21 tháng 6 đó, thì họ gọi là cái ngày nhà báo Việt Nam. Nhưng mà thực sự mà nói đó, rất nhiều bài viết trong cái thời điểm này đó, họ đều nói rằng, rõ ràng, Việt Nam đặt ngày 21 tháng 6 là ngày nhà báo, nhưng mà thật sự nhà báo Việt Nam dưới thời kỳ Cộng sản hoàn toàn là những tay sai. Và ngược lại, những cái việc làm của những nhà báo ở hải ngoại khi đưa những cái nói về trong nước làm rất là ấm lòng những người trong nước. Và đồng thời đó, thưa quý vị, nó cũng là những cái tiếng nói được cái những cái tòa lãnh sự, tòa đại sứ Hoa Kỳ hay là các nước Tây Phương ở tại Việt Nam đó cũng có để ý. Và đó là những cái điều mà chúng tôi được ghi nhận đó từ trong nước. Và những cái sự đàn áp khủng bố, kể cả thưa với anh là khi mà họ bị bắt và được khoan rồi đó, nhưng mà những cái sự lên tiếng của hải ngoại cũng giúp cho những người bị bắt đó, khi họ được ra khỏi cái đồn công an, họ cũng nói là nhờ cái tiếng nói của hải ngoại mà không bị đánh đập, thưa anh. Vì vậy cho nên cái vai trò truyền thông báo chí hải ngoại không phải là không quan trọng hay không cần thiết, nó có những ảnh hưởng và có những cái tác động nhất định cho cái việc mà hỗ trợ đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, thưa anh Thiện. Dạ vâng, tôi cũng xin tiếp lời anh. Thì ngoài cái lĩnh vực truyền thông báo chí thì cái lĩnh vực chính trị cũng vậy, anh nghe được và quý vị để ý qua. Nếu như cái nói quan tâm tới tình hình Việt Nam, không ai hơn là người Việt Nam và không ai hơn là những người dân cử chính trị gia gốc Việt. Thì chúng ta nhớ hồi lúc trước chúng ta có ông dân biểu Cao Quang Ánh đó, nhớ không? Thì khi ở vâng, đúng, có dạ. Những cái đàn áp về nhân quyền thì chính là dân biểu Cao Quang Ánh là một trong những người dân biểu gốc Việt đầu tiên đã lên tiếng nói phản đối cái vi phạm nhân quyền trong nước. Rồi tiếp sau đó chúng ta có ở Nam Philly thì rõ ràng nhất chúng ta có thị trưởng Đặng Đức Tiến. Mỗi lần ở trong nước có một cái sự đàn áp nhân quyền là nổi bật, ông cũng đều lên tiếng, đặc biệt là trước đây là dân biểu rồi bây giờ là thượng nghị sĩ và dân biểu Danh Đức Nguyễn, nhớ không, cũng đã nhiều lần lên tiếng đấu tranh cho thương phế bình cũng như là nhân quyền do trong nước. Cái điều đó là ngay cả Bắc Ninh, chúng tôi nhớ chúng tôi đúng năm trước, năm trước thì lúc đó là cựu nghị viên Nguyễn Tâm đó cũng đã lên tiếng và tố cáo những cái sai trái vi phạm nhân quyền trong nước đó, cũng yêu cầu, tất nhiên là cái việc đó chúng ta nói, chúng ta biểu tình, chúng ta vẫn lên tiếng nói về tố cáo việc cộng đàn áp nhân quyền trong nước, nhưng mà tiếng nói chúng ta không nặng ký bằng tiếng nói của một vị dân biểu, một vị nghị viên, một vị thượng nghị sĩ từ local địa phương cho tới trung ương, đúng không? Đó là lý do tại sao gần đây nên chúng ta rất là ủng hộ cho đại tá Hồng Cao để vào ông vào được dân biểu Liên bang Hoa Kỳ, tiếng nói rất là mạnh. Thì trở lại vấn đề địa phương, chúng ta anh Lý cũng vừa trình bày cái kết quả bầu cử đây, thì có lẽ quý vị cũng đã biết. Tôi xin lược qua vài cái kết quả mà cộng đồng ở Việt Nam chúng ta bắt đầu quan tâm. Thứ nhất là về thị trưởng, là bà Jimmy Save đang dẫn đầu là 65.388 phiếu, 39.13%. Thứ hai là Matt Mahan, 54.003 phiếu, 32.1%. Về khu vực 5 thì chắc chắn bà Laura Campos, bà đã được tới 35.539 phiếu, và cái người thứ hai là Christo Otis, được 2.074. Và chị người đứng thứ ba là gốc Việt Nam là chị Nguyễn Lê Hành Giao thì coi như rất tiếc không vào được. Và bà con quan tâm nhất là đơn vị 7, là cái đơn vị có thể nói là trái tim và là đông đảo người Việt nhất. Đó là hiện bây giờ là 4 năm trước là nghị viên Nguyễn Tâm đó, là đã làm nghị viên đã mất về bà Maya Espaya. Năm nay thì bầu cử lại thì bà Maya dẫn đầu với là 5.435 phiếu, là 47.50%. Người về thứ hai là ứng cử viên Biên Đoàn được 33.291 phiếu, là 28.76%. Và người về ba là coi như là về sau cùng không có được vào chung kết đó, là Vân Lê được 2.715 phiếu, là 23.73%. Như vậy đó, thì đây là kết quả ngày hôm qua, thì có lẽ chừng một hay hai ngày nữa thì sẽ vào chung cuộc, nhưng có lẽ nó không thay đổi. Tại vì cái kết quả bầu cử này đã, nó so với cái hai ngày trước đó nó cách nhau có một phiếu à, anh nghe nữa đi không? Dạ. Nên Biên Hoàng thắng thêm một phiếu nữa, dạ, chứ còn họ đến tới đến đôi cũng vậy thôi. Tất nhiên là số phiếu nó không còn bao nhiêu. Trong vòng hai ngày mà họ đến được có một phiếu à, đó là không được phải. Điều đó có nghĩa là có lẽ nó cũng đã coi như là gần như là chấm dứt rồi. Thì nếu theo kết quả này đó thì sẽ anh ứng cử viên Biên Đoàn sẽ vào chung kết với bà Maya. Đó thì đây cũng là khá gây go. Tại vì nếu đó
thế bà mới ra không bán, bán được 4.7% này, 7.5% rồi, mà may đó, nếu mà bán được thêm 2.5% nữa là 50+1 là coi như là văng hết, mình thua rồi. Nhưng là kể cả Vân Đê hay Biên Vàng vừa cũng coi như là bị out, không được vào trận vòng chung kết. Nhưng có lẽ nhờ mình có hai ứng cử viên, anh nhớ lấy không? Hai ứng cử viên, cho nên nữ ứng cử viên đều có một số bà con ủng hộ hết, cho nên hai ứng cử viên ra cộng lại thì số phiếu hơn bà Mai Giang. Mình được cái 52%, đại khái là như thế đó, cho nên mình có thể vào chung kết được. Và khi vào chung kết may mắn là anh đưa vào. Thì như vậy thì anh nghe Lữ nghĩ như thế nào? Vậy thì cái cuộc bầu cử chung kết này thì theo anh đó thì kết quả sẽ ra làm sao? Dạ vâng. Kính thưa quý vị, tôi trong cái thời gian vừa qua, sau khi kết quả sơ bộ là có đó, thì tôi có làm hai cái video. Một cái video đi phỏng vấn bác sĩ Vượng và một cái video đi phỏng vấn luật sư Quốc Lân ở Nam Cali. Thì hai cái video này tôi đều muốn nói lên cái tâm tình của mình. Đó là gì? Đó là nếu bất kỳ một người Việt nào muốn ra ứng cử để làm nghị viên, có tiếng nói ở trong nghị trường, thì xin hãy vì cái mục đích chung, đó là mong giống như cái nhu cầu, cái mong ước mà quý vị đó khi đảng cử đã tuyên bố, đó là muốn có tiếng nói người Việt nghị trường. Thì bây giờ với cái kết quả mà như anh Quỳnh Thiện vừa đưa ra, thì nếu những người ủng hộ cô Cẩm Vân mà nếu vì cái mục tiêu tối thượng như Cẩm Vân đã từng tuyên bố là muốn có tiếng nói của cộng đồng người Việt, thì hãy ủng hộ cho biên đoàn để có được cái số 52%, thì lúc đó chúng ta mới hy vọng có được một người nghị viên gốc Việt ở cái thành phố San Jose. Và như chúng tôi đã nói là dù cho anh biên đoàn hay là cô Cẩm Vân hay cô Hạnh Giao là một người khi có cái ý kiến, có cái ý tưởng rằng bước vào cái dòng chính để có tiếng nói người Việt, thì người nào đó chúng tôi cũng đều hoan nghênh hết. Nhưng mà và người nào cũng có cái ưu và cái khuyết điểm riêng. Tuy nhiên kết quả sơ bộ đã cho chúng ta thấy được rằng bây giờ chỉ còn ở khu bãi chỉ còn có ông Biên là hy vọng vào được chung kết với cô Bà Gia. Thì cái hy vọng đó tôi xin xác định chưa hẳn rằng Biên đã có thể thắng cô Maya, nhưng mà cụ thể là đương kim nghị viên khu vực 7 cô Maya Esaya đó, thì trong suốt một thời kỳ vừa qua cô chẳng bàn tới cái điều gì để gọi là tiếp xúc với cái tâm tình hay là cái nguyện vọng của cử tri người Việt. Chưa nói rằng đối với các dân khác thì tôi nghe được rằng bà này cũng không có quan tâm gì. Vậy thì thưa quý vị, một người Việt dù là cô Cẩm Vân hay là anh Biên có ưu hay khuyết điểm như thế nào thì vẫn là một người Việt, để mà chúng ta hãnh diện thấy rằng chúng ta không phải xin để được cho nữa, mà chúng ta có được tiếng nói để chúng ta đòi hỏi những cái quyền lợi mà đúng ra với 10% dân số của thành phố San Jose, với rất là nhiều cơ sở thương mại mà các doanh nghiệp đã phải đóng góp thuế cho cái thành phố rất là nhiều, thì cộng đồng người Việt thì là cộng sản ở đây hoàn toàn có quyền được đòi hỏi những cái điều mà đáng lẽ ra phải có. Có cái điều đáng buồn như là thưa với anh Thiện và thưa quý khán giả đã thấy là tại đây một cái trụ sở cộng đồng người Việt cũng không có, một cái trụ sở để thờ kính những cái người quân dân cán chính đã nằm xuống cũng không có, phải đi thuê mướn, vân vân. Và rồi những cái trụ sở để mà sinh hoạt cho cộng đồng người Việt hay là một rạp hát hay cái gì đó vân vân đều không có hết. Thì đó là cái điều mà chúng tôi với tư cách là một người như hồi lúc đầu nghe lời đã nói, mong rằng cộng đồng người Việt Nam Cộng sản chúng ta đoàn kết, bỏ những cái tôi của mình để mà chúng ta tạo thành một cái lực lượng mạnh thật sự, là một hậu phương để mà chúng ta khi bước vào vòng chính, chúng ta không những là ở quốc hội tiểu bang, một hội liên bang, và thậm chí nghĩa là chúng ta sẽ có được những cái tiếng nói trực tiếp đến với tòa bạch ốc để mà chúng ta vừa đấu tranh cho quyền lợi người Việt Nam Cộng sản tại đây mà vừa là hỗ trợ cho đấu tranh dân chủ, dân quyền ở trong nước. Thì nếu bất cứ một người Việt nào nghĩ đến cái điều là muốn có tiếng nói người Việt ở trong vòng chính thì xin là hãy dồn phiếu cho người Việt nào đó mà sẽ bước vào trong thị trường. Thưa với anh Thiện,
Dạ vâng, tôi nghĩ chắc còn chừng 2-3 phút nữa thôi. Nếu phải vậy không thì tôi xin góp ý để chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay, rất tiếc không có nhiều thời giờ. Thì tôi cũng đồng ý với Nghe Lữ đó. Thì bây giờ chỉ khi mà tranh cử đấy thì tôi thấy rằng anh Liên Đoàn được 3.291 người ủng hộ, nhưng bên Tân Lê cũng được 2.715 người ủng hộ, không có ít đâu. Thì như vậy thì ai cũng muốn có một người Việt vào. Thì bây giờ là anh Liên Đoàn vào thì tôi cũng nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội, nếu chúng ta dùng phiếu hết cho anh Liên Đoàn thì có thể anh sẽ trở thành một nghị viên. Dạ vâng đó. Thì khi mà tranh cử thì ai cũng nghĩ rằng là ứng cử viên mình tốt hơn ứng cử viên kia đó. Nhưng bây giờ là cử tri đã lên tiếng rồi, những người có cơ hội đó. Thì bây giờ tôi nói thật sự đó, Liên Đoàn và Hai Tân Lê ai cũng hơn được mà ra, trong ít nhất là trong vấn đề quan tâm và tranh đấu cho quyền lợi với cộng đồng người Việt, ít nhất là tại khu vực 7. Tôi nghĩ rằng là Liên Đoàn Hai Tân Lê ai cũng hơn bà Maya cả. Vì bà này trong bốn năm qua bà chẳng làm gì quan tâm với cộng đồng mình cả đó. Vì vậy khi nghĩ như vậy thì bây giờ chỉ còn giữa Liên Đoàn và Maya mà thôi, là thì chúng ta nên chọn. Và tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội để mình, chúng ta bỏ qua tất cả những cái gọi là cái sai biệt, cái khác biệt nhau đó, để mà chúng ta muốn có một cái người Việt mà xứng đáng đó. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội, đây là rất hiếm hoi. Anh là anh Liên Đoàn vâng, thì mong bà con dùng phiếu cho anh Liên Đoàn để chúng ta có một người viên. Và anh Liên Đoàn cũng phải lắng nghe tiếng nói của Văn Lê cũng như tiếng nói của những người đã bầu cho Văn Lê muốn cái gì, thì ứng viên Liên Đoàn cũng phải thỏa mãn lắng nghe và đáp ứng những cái nhu cầu đó. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi, thưa anh Nghe Lữ và thưa quý vị. Dạ vâng, Nghe Lữ hoàn toàn đồng ý với những cái kết luận của anh Bùi Văn Thiện. Dạ vâng, chúng tôi thực sự mà nói rằng nhiều khi rất là buồn khi mà trên 10% người Việt chúng ta ở đây mà không có được tiếng chính thức, thưa anh. Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn Nghe Lữ và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản chuyện của chúng tôi. Xin nói thiện.